Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngoại tình nào cũng có kết thúc buồn, nhưng riêng bố chồng nàng dâu ngoại tình lại cay đắng và đau đớn hơn cả. Bởi lẽ điều này không chỉ gây tan nát gia đình mà còn khiến quan hệ tình thân rạn nứt và gây điều tiếng trong xã hội. Sẽ ra sao nếu bản thân là một người chồng lại tận mắt chứng kiến vợ và bố tình tứ bước về căn phòng trong nhà nghỉ và rồi nhận ra mình có một người em? Mọi người trong công ty thường nói Hải có cuộc sống gia đình viên mãn, và Hải cũng luôn lấy làm tự hào khi nghe những lời khen tặng đó. Làm kỹ sư xây dựng đồng nghĩa với công việc thường xuyên phải đi xa nhà dài ngày. Nhưng Hạnh, vợ Hải, là người phụ nữ đảm đang, dịu dàng và không bao giờ trách móc anh về việc Hải vắng nhà đi công tác thường xuyên. Mẹ Hải đã không còn, nhưng bố anh đã thay mẹ để chăm sóc gia đình, chăm sóc vợ anh lúc mang bầu sinh con. Nếu mọi chuyện chỉ thế thôi, thì Hải vẫn có thể ung dung ngẩng cao đầu, tự hào với anh em mình là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng thật tồi tệ khi đang chìm trong hạnh phúc, Hải lại tận mắt chứng kiến vợ của mình tay trong tay cùng bố chồng tình tứ tiến về phía nhà nghỉ. Trên người cô là bộ váy mà anh thích nhất. 5 năm trước, Hải được cử đi công tác nước ngoài trong thời gian nửa năm. Ngày ấy Hải mới cưới Hương, không muốn xa người vợ trẻ, nhưng đó là công việc và cũng là vì tương lai sau này. Lại được sự động viên của vợ, Hải yên tâm chuẩn bị cho chuyến công tác dài ngày. Khi tôi nhận được tin vợ tôi sắp đẻ, cũng là lúc tôi chuẩn bị về nước. Tôi vui mừng vì sắp được làm bố. Tôi mua sắm cho đứa con tương lai của mình đủ thứ, từ núm vú cao su nhỏ xinh cho đến chiếc xe đẩy kềnh càng. Hải tâm sự. Đứa trẻ chào đời trong niềm vui của cả gia đình. Hải hạnh phúc khi ngắm đứa con trai đầu lòng của mình. Hải kể rằng, tôi thấy bố tôi rất yêu quý thằng bé. Là bố chồng mà chăm nom săn sóc con dâu và cháu nội như ông quả là hiếm thấy. Tôi thấy kính trọng và thấy yên tâm khi nghĩ đến ông. Tôi cảm giác đứa cháu nội này sẽ làm ông quên đi nỗi cô đơn vì quá vợ. Nhưng rồi một lần tình cờ gặp lại người bạn gái cũ ở quán cà phê trước nhà. Sau vài câu xã giao, cô ta cười nhạt và nói: nghe nói vợ anh vừa sinh cho anh một đứa em trai. Và kèm theo câu nói: lấy vợ đẹp là bất hạnh, nhưng đàn ông các anh lại thích mua cái bất hạnh ấy. Anh hãy nhớ lấy câu nói của em, dù anh sẽ thấy em không nói sai đâu. Hải cảm thấy có điều gì đó không tốt lành đang xảy ra, nhưng nghĩ rằng cô gái đó chắc quá hận mình nên mới có những lời nói như vậy. Hải nhanh chóng quên đi cuộc gặp gỡ ấy. Ấy vậy mà ác mộng vẫn cứ xảy ra. Câu nói mà Hải cho là vớ vẩn, là hồ đồ ấy lại là sự thực. Cái sự thực ấy được chính mắt Hải trông thấy. Đó là một lần đi công tác thành phố Hồ Chí Minh. Do công việc hoàn thành sớm nên Hải về trước dự định vài ngày. Muốn dành cho vợ sự bất ngờ, Hải trở ra Hà Nội mà không báo cho Hương biết. Đi cùng Hải còn có một người ở chi nhánh trong thành phố Hồ Chí Minh ra họp. Tiện đường, Hải đưa người đó về một nhà nghỉ yên tĩnh ở quận Tây Hồ. Sau khi nhờ lái xe taxi xách đồ vào hộ bạn, Hải ngồi trong xe nhắm mắt và chờ đợi. Bỗng có tiếng sập cửa xe ở ngay cạnh. Hải giật mình ngó ra. Trời tối, nhưng Hải vẫn dễ dàng nhận ra người đàn ông vừa bước ra khỏi xe đó là bố mình. Hải co người lại theo dõi. Lại một tiếng sập nữa cũng từ chiếc taxi đó. Một người phụ nữ xuất hiện với bộ váy màu xanh. Hải sững người khi nhận ra đó là Hương, vợ mình. Cô ta diện bộ váy màu xanh nhạt mà tôi rất thích. Tim tôi đập thình thịch, nín thở quan sát hai người. Họ nắm tay nhau cười nói, vui vẻ và dắt nhau vào nhà nghỉ. Họ vào đó làm gì? Hải không dám nghĩ. Chỉ mong mình nhìn nhầm và ước đó chỉ là cơn ác mộng. Đúng lúc ấy người lái xe quay lại. Vừa mở cửa xe anh ta vừa nói: anh có nhìn thấy đôi tình nhân mới đi vào không? Cọc cạch cứ như là bố với con gái vậy. Câu nói càng khiến Hải thêm chua xót. Cố trấn tĩnh, Hải nói với lái xe: tôi không quan tâm đến chuyện đó, anh hãy cho xe chạy thật nhanh, tôi mệt lắm.
Câu nói của anh lái xe khiến sống lưng Hải lạnh buốt. Hải chỉ muốn nhanh về đến nhà và hy vọng những thứ anh đang thấy kia là sai. Hải lao vào nhà như một cơn lốc, với niềm hy vọng mong manh sẽ nhìn thấy vợ và con đang ngủ ngon lành trên giường. Nhưng chỉ có thằng bé và người giúp việc. Bộ váy màu xanh cũng không còn treo trong tủ. Sợi dây hy vọng cuối cùng đã mất. Sao cô ta độc ác vậy chứ? Sao không nhằm vào thằng đàn ông nào khác mà lại nhằm vào chính bố chồng? Tôi đau đớn và gục ngã. Không kiềm chế được cơn tức giận, tôi đập phá mọi thứ mà tôi có thể vớ được gần đó. Cả bức ảnh cưới treo trên tường, tôi giật xuống và điên cuồng giẫm đạp lên nó. Đúng lúc đó, chị gái tôi xuất hiện. Chị ôm chặt tôi, ngăn cho tôi không điên hơn nữa. Hóa ra con bé giúp việc đã báo cho chị tôi đến. Con nằm mơ, Hải cũng không ngờ câu chuyện như phim Hàn Quốc nay lại xảy ra trong chính căn nhà của mình. Tại sao cô ấy có thể ngoại tình với chính người đàn ông mà hàng ngày cô vẫn gọi bằng cha? Hải bảo, kể từ ngày mẹ mất, chị gái Hải vừa làm chị vừa làm mẹ, chăm lo, săn sóc cho Hải. Bởi vậy thấy chị khóc lóc van xin, Hải không thể không nghe lời chị. Nhưng những giọt nước mắt của người chị đã không giữ được chân Hải ở nhà. Hải căm ghét, ghê tởm đàn bà, càng hận bố mình, Hải quyết tâm ra đi. Đi thật xa để không phải đối diện với sự thật phũ phàng ấy nữa. Ngày hôm sau, Hải xin phép sếp đi nằm vùng, để lại cho vợ lá đơn ly dị viết và ký sẵn, đồ số điện thoại. Chỉ chị gái là có thể liên lạc được với Hải. Đã là vợ chồng có nên ly hôn vội vàng. Có lúc trong một góc phố lặng lặng bên ly cà phê đá, Hải đã từng nghĩ đến điều đó. Hải cần có thời gian để bình tâm, để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện cần làm. Nhưng thật sự là quá khó. Tại sao bố tôi, vợ tôi, những người tôi tin tưởng yêu thương lại đâm tôi một dao đau nhói tâm can? Hải vẫn trầm mặc tự hỏi. Gần đây bố tôi ốm nặng, tôi trở về nhà thăm ông. Nước mắt bố tôi nhạt nhòa. Ông bảo ông đã bị trừng phạt, và sự trừng phạt lớn nhất với ông là sự lẳng lặng ra đi của tôi trong ngần ấy năm. Ông không dám mong xin sự tha thứ của tôi, mà chỉ xin tôi một điều. Hãy cưu mang lấy đứa trẻ này. Bố đã đánh đổi tất cả để giữ nó lại khi mẹ nó lấy chồng. Dù sao nó cũng là dòng máu của nhà ta. Hải bảo rằng tôi muốn làm xét nghiệm ADN chỉ là để tìm cho đứa trẻ ấy một danh phận trong lòng tôi. Nó là con trai hay là em tôi? Ngoài lề, câu chuyện con dâu ngoại tình với bố chồng đúng là mối quan hệ trái với luân thường đạo lý. Nhưng chính những người trong cuộc lại có những lý do khiến bố chồng và nàng dâu nảy sinh tình cảm và dẫn đến việc ngoại tình. Hãy cùng lý giải việc vợ ngoại tình với bố chồng là do đâu. Trái đất hình tròn, vì thế trên thế giới có hàng tỷ người, thì xác suất gặp những người quen biết gặp lại nhau là rất cao. Vì thế, rất có thể người vợ của bạn đã từng là người có tình cảm với bố chồng của bạn trước đó. Phụ nữ thường dễ dàng bị hấp dẫn bởi những người đàn ông chín chắn, trưởng thành và từng trải. Vì thế, có không ít cô học trò cấp 3 đã từng thầm thương trộm nhớ thầy giáo của mình. Mối quan hệ yêu thầm này còn có thể xảy ra ở bất cứ nơi đâu. Đó có thể là giữa sinh viên với giảng viên trẻ, hay giữa lãnh đạo trẻ với thực tập sinh. Đã từng nghe tâm sự của bố chồng nàng dâu ngoại tình khi cả hai đã có tình cảm trước đó. Trước khi cô con dâu quen với chồng mình thì đã từng là học sinh của bố chồng. Và rồi lỡ thầm yêu, trao tình cảm cho người thầy giáo trẻ đã có gia đình. Tình cảm ấy được chôn chặt trong tim cho đến khi số phận đẩy đưa cả hai gặp lại nhau trong mối quan hệ mới giữa bố chồng nàng dâu. Thế rồi tình cũ không dù cũng tới, cả hai dễ dàng nảy sinh lại tình cảm và phát sinh quan hệ. Người chồng đau đớn phát hiện vợ ngoại tình với bố chồng, khiến hạnh phúc gia đình và tình cảm cha con tan vỡ. Trong gia đình thì người đàn ông luôn là trụ cột, lo kinh tế và gây dựng sự nghiệp để chăm lo cho cả gia đình. Vì vậy nhiều khi người chồng quá bận rộn mải mê với công việc mà thiếu thời gian quan tâm đến người vợ của mình. Nhưng các anh chồng ơi, đừng vì công việc mà lạnh nhạt với vợ, vì đây cũng có thể là lý do khiến việc ngoại tình xảy ra.
Đặc biệt, khi người vợ vừa trải qua những chuyện đặc biệt như là mang thai, sau khi sinh hay biến cố gia đình. Đây là thời điểm mà tâm tính của người vợ có nhiều thay đổi, dễ nhạy cảm và cần sự quan tâm. Vì thế, nếu bố chồng là người an ủi, động viên giúp đỡ người vợ, thì tâm lý của người phụ nữ sẽ có sự thay đổi. Người vợ sẽ hướng và tìm đến những người có thể che chở lo lắng cho cô ấy. Điều này sẽ khiến cho khoảng cách đến việc vợ ngoại tình với bố chồng càng gần hơn. Nhưng dù có vì lý do nào đi chăng nữa, thì chuyện vợ ngoại tình với bố chồng cũng là điều không thể nào tha thứ được. Tuy nhiên, các anh chồng cũng nên hiểu để đề phòng và bảo vệ hạnh phúc gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin được hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự. Còn bây giờ, xin kính chào và tạm biệt.